xin chào tất cả anh em nhé. Hoàng Dung này hôm nay lại giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới về tại xe mặt có mặt tại xe máy Hồng Kiên. Hiện tại là Dung đang đứng ở cổng chợ, đối diện với cổng chợ nhé mọi người nhá. Đấy, đối diện với lại cổng chợ là nhà 662 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại xe máy Hồng Kiên có rất là nhiều các cửa hàng 652, 62 và 64. Đấy, anh em nào đang qua mà chưa biết cái địa điểm thực tế của bên xe máy Hồng Kiên thì anh em bước lưu tâm cho mình 52, 62 và 64 nhé mọi người nhá. Đây Dung lại giới thiệu những dòng xe mới về. Một chiếc Dream đời 2013. Xe cũng mới mua về tại cửa hàng thôi anh em ạ. Con này thì là đầu to nhưng cái máy nó rất là xuất sắc nhá mọi người nhá. Đấy, quay qua vòng. Máy đầy đồ đàng rất là ok luôn. Anh em nào lưu tâm cho mình con xe này mà mua với giá dưới 40 triệu thì lưu tâm cho em con này nhá. Đấy, anh em nhìn ra máy này, đều tăm tắp luôn. Máy zin, sơn zin nhá anh em nhá. Con này hết xăng rồi anh em ạ. Chờ tí nha. Công tơ chạy 2 vạn. Đấy, đồ đàn, biển số này 29B130136. Đấy, nhất tài lộc nha anh em nhé. Đấy, em quay cháu một vòng, quay cháu đổ bò. Chạy công tơ 2 vạn. Được cái là đồ đàn nó đều đều anh em ạ. Đều tầm dưới 40 triệu thì anh em lưu tâm cho mình con này. Bên xe máy Hồng Kiên thì về chất lượng anh em không phải lo đâu ạ. Đấy, anh em nhìn đồ đàn này. Rất là ok nhé mọi người nhé. Con này bên mình đang bán ra với giá là 38 triệu nha anh em, đời 2013. Đấy, sơn zin, máy zin. Rồi tem này là loại tem nhôm nhé anh em nhé, tem nhôm bóng đấy ạ. Đấy, anh em nào lưu tâm con này thì hãy inbox trực tiếp với số điện thoại online mình đang để ở trên ạ. Anh em thực ra những cái dòng zin này thì nó rất là nhiều giá, nhưng mà giá nó phải phù hợp với từng xe một mọi người nhé. Có những con 6-70 triệu, 80 triệu, có những con mười mấy triệu có. Đây ok, vừa về một chiếc SH đời 2017 150 ABS. Đây anh em nào lưu tâm con này, vừa mới mua xong nha anh em nhé. Anh em nào thích đi cái form dáng của đời 2017, 2019 lưu tâm cho em con này, bản lề 2 tầng nha. Đấy, 150 ABS, ông quay còn vòng, đồ xuất sắc luôn. Rất là xuất sắc. 150 ABS nha anh em nhé, con này chạy 1,3 vạn chính chủ. Đấy, xe gọi là không xước không đáng kể luôn. Đây, anh em nhìn này. Đấy, ông quay cho cháu một vòng. Bản thân cái con này, cái dòng này mà anh em mà thích đi những cái form dáng đời cũ ấy, thì lưu tâm cho em con này nhá, giá cũng rất là hợp tình hợp lý thôi, vì nó là 150 ABS, biển số này là 29E2 30773. Đấy, 150 ABS nha anh em nhá, đời 2017 chạy 1,3 vạn, chìa khóa đủ 2 chìa. Đấy, gương lược đầy đủ nha anh em nhá. Bản LED 2 tầng. Thực ra là cái dòng này nha anh em nhá, ai thích đi cái form dáng cũ thì lưu tâm cho em con này, còn không bàn tới là vấn đề. Nhiều anh em cứ quan trọng cái giá cả, nhiều khi những cái con có giá có tiền mà không mua được cái form cũ này đời này đâu anh em ạ. Đây quay con vòng bên này. Đây, anh em nhìn đồ này. Đấy. Đây, ốc ác này, đồ rất là đẹp nhá, chủ rất là giữ. Có cưa kéo xẻ mãi mới mua được. Đây ông quay cháu bên này chứ. Tại vì bên mình vừa mới mua xong nha anh em nhá, vừa mới mua xong thì nó đang bẩn. Con này chỉ cần rửa qua thôi, cũng chẳng cần phải sơn đâu anh em ạ. Chẳng cần phải sơn đâu. Rửa qua là đẹp. Đấy. Đây anh em nhìn này, ốc ác này, đồ đàn ốc ác rất là đều xe nhá mọi người nhá. Yên áo này, yên zin. Đấy. Còn lại những cái dòng này bên mình cam kết với anh em là sơn zin, máy zin. Đấy, con này bên mình đang bán ra với giá là 81 triệu nha anh em nhá, 150 ABS đời 2017, chạy cũng hơn vạn thôi. Đấy, hơn vạn cây thôi. Anh em là lưu tâm cái dòng những cái dòng mà những cái vòng form đẹp ấy. Cái này gọi bên mình nói thật ra là rất nhiều anh em chuộng cái dòng form này. Đấy. Cái form này, form cũ với form mới nó khác nhau anh em nhé. Nhưng mà cái dòng này vẫn là đang rất là hot hit. Ok, em tắt cho chị cái. Rất là hot hit như dòng này luôn anh em ạ. Đấy, 150 ABS nhưng mà cái đời form cũ đời 2017, 2019 rất là hot nhá. Đây, một chiếc SH đời 2022. Hợp tình hợp lý cho anh em. Đấy, con này là hợp tình hợp lý này, chạy 2.300 cây, không quay cháu một vòng. 2022 thì nói thật với anh em không có gì phải lăn tăn đâu ạ. Hơn 2.000 cây. Đấy, ông quay cháu một vòng. Bản thân con này nó rất là mới này mọi người này. 2.300 cây anh em nhìn này. Úi sợ. Mới không? Không một vết luôn. Đấy. Không một vết luôn. Đây anh em nhìn này, đồ này. Vân vân của năng do biển 17 Ninh Thái Bình nha anh em nhá. 17B467733, biển tương đối là ok đúng không anh em? 2.300 cây bản 2022 màu trắng. Đấy, anh em mua con này thì lưu tâm cho mình con này, giá rất là tình hợp lý, 71 triệu 500 nha anh em nhá. Không một lỗi luôn anh em ạ. Những chiếc xe mà lướt lát như này bên mình cam kết, ví dụ như những con xe như này, Dung báo luôn là không có lỗi nhé mọi người nhé. Cam kết anh em là không có lỗi đâu ạ. Không có lỗi gì luôn. Đây, anh em nhìn độ xuất sắc của xe đẹp không? Anh em nhìn đồ đẹp không?
2022 chạy hơn 2.000 cây. 2.300 cây anh em, xuất sắc. Quá xuất sắc, nó chẳng có gì phải lăn tăn. 71.500 nha anh em nha, 71.500 mà đời 2022. Anh em nào lưu tâm cho mình con này biển 17, nếu mà anh em đúng biển thì mua cho mình con này ok, còn nếu không đúng biển mua cũng rất là ok luôn nha mọi người. Bên mình sang tên thoải mái, rút hồ sơ sang tên thoải mái. Bên mình là tất cả về an ninh pháp lý giấy tờ là anh em yên tâm nhé. Ok em ơi, con này đây lại một tiếp theo là một chiếc SH này. Tiếp theo lại một chiếc SH. Ông quay cho cháu một vòng. Xuất sắc, những chiếc xe gọi là 125 xuất sắc. Đấy. Nó toàn là lướt lát anh em ạ. Dòng những cái dòng này nói thật với anh em toàn lướt lát thôi. Ông quay cho cháu một vòng chiếc xe SH này đi. Mới quá. 6 con này thì chạy nhiều hơn con kia. Con này chạy 6.400 cây. Form này nó là form mới nha anh em nhé. Form 2021-2022 đấy ạ. Ông quay cho cháu một vòng đi. Chiếc xe SH này. Con này bên em đang bán ra với giá là 78 triệu nha anh em nhé. 78 triệu chạy hơn 6.000 cây. Thực ra cái dòng form này nó là form mới. Anh em nào mà có nhu cầu mua những dòng form mới thì nó là đây. Còn anh em mà mua những dòng form cũ thì lúc nãy là mình có like 150 ABS đấy. Thì là đấy là form cũ, còn đây nó là form mới nha mọi người nhá. Đây ông quay cho cái mặt trên này, đồ này, anh em nhìn đồ này. Thực ra những cái dòng này bên mình chắt lọc rất là kỹ càng rồi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Rất là kỹ càng, đấy, đồ đàn rất là ok. Đấy, khi mà bên mình vào có giấy kiểm nghiệm của bên mình làm test ra đầu ra luôn anh em nhá. Test đầu ra luôn đấy ạ. 78 triệu nha anh em nha, với chiếc SH mà biển số 29D254878. Đấy. Bán 17 năm ạ. À, ok. Em mà không bảo anh đi sang đây chị làm video 17.500. 17 năm. Hay à? Anh hỏi bảo bán 17 năm. Ok, một chiếc Win biển 31 anh em ạ. Toàn giận nổ chị cái chị bằng vái. Giận à? Ừ. Giận nó không nổ đâu, phải đạp đấy. Ừ, đạp. Đấy anh em, một chiếc Win biển 31 nha anh em nhá. Quay máy ngon đấy. Mất bô Tân Hòa rồi anh em ạ. Mất cái bô thôi. Được cái đồ đàn đều. Anh em nào thích Queen đấy, xe vừa vừa tầm tầm vừa vừa tiền, những cái máy ngon đấy, máy rất là ngon nha anh em nhá. Đây quay con một vòng Queen 100, Queen Indo 100 biển 31. Anh em nào lưu tâm cho mình con này nhá. Thực ra cái dòng này bây giờ nó vừa vừa, nó không khung tiền, nó đều đều thôi, được cái máy ngon thôi. Con này bán là 17.500.000 nha anh em nhá. Được cái này là nếu mà anh em về là cái này là sơn nó sơn zin, nhưng nó kiểu để nắng anh em, kiểu để nắng nó rôm lên, nó rộp hết lên này. Đấy. Đấy anh em mà mua con này về giặt ngon này, được cái máy ngon lắm, đồ đạt đều nha anh em nhá. Đây đồ ông quay cho cháu cái pha kính này. Đấy, hộp xích xinh nhan đều, tóm lại là đều xe. Quay cháu cái đầu bò, nhưng được cái máy ngon lắm. Đồ đều đấy nha anh em nhá. Bảo mười mấy triệu thì bảo là xuất sắc thì không có xuất sắc đâu ạ. Xe vừa vừa không khung tiền, được cái máy ngon. Đấy anh em nào vừa quan tâm đấy nhá. Mua 16.5 bán 19.5 á? Con này bán 17.5 đúng không? Đúng rồi. Rồi 16.5 bán 19.5. Ok. Anh em nào lưu tâm con Win này nhá thì bán 17.500 đúng không? 17.500 chiếc xe này. Được cái máy ngon lắm anh em ạ. Đây bán 19.500 một chiếc Dream đời 2009-10. Đấy ông quay cháu một vòng. Giá hợp tình hợp lý, vừa rồi con này được cái là nó làm rồi anh em ạ. Đây, làm rồi nhá. Đấy, ông quay cháu cái đầu bò. Con này thì cũng anh em cũng chắc là cũng chọn qua lại rồi. Đây hộp xích thì bưởng có bán lại nhá mọi người nhá, có bán lại. Hộp xích có thay rồi. Đồ cũng đều thôi. Đời 2009-10. Xe này anh em mua đi ăn đi làm, chở hàng, chở nhất các thứ là ok. Không phải xe sưu tầm để mà ngắm anh em ạ. Đấy. Cái anh em nó cũng đôi ra máy bắn lại rồi nhá mọi người nhá. Đấy máy ngon thôi. Máy ngon, Boeing 543. Đấy. Zin Việt Nam, Zin Việt Nam đời 2009-10. Đồ đạt đều, máy ngon. 19.500 nha anh em nhá. 19.500 vừa mua xong đấy, em Hòa vừa báo vừa mua xong. Thế Dung bán ra 19.500, anh em nào quan tâm xe này thì inbox trực tiếp, nếu quay cho con vòng bên này. Ông
quay quanh vòng bên này. Cái gầm lườn nó cũng còn được. Đấy, gầm lườn nó cũng đều. Đấy. 19.500. Kẽ thắt biển 81 chị nhận với khách là bao nhiêu? Không, bây giờ chị chả nhớ đâu, tí nữa chị đăng like đấy. 19.500 nha anh em nhé, 19.500 với chiếc Dream này. Anh em quan tâm thì inbox trực tiếp cho bên mình nhé. Tại vì là những cái dòng này nó khung vừa tiền cho anh em đi ăn đi làm. Được anh em ạ, được, đều xe. Đấy. Một chiếc P6 150. Đấy, anh nào cao to đẹp dai đây, làm con này em con này. Cao to đẹp dai làm cho em con này. Con này thì biển nó là biển Hải Phòng nha anh em nhé. Anh em nào Hải Phòng thì lại lưu tâm cho em con này, hoặc là anh em nào muốn mua xe này mà có thể bên em có thể là rút hồ sơ sang tên thoải mái cho anh em. 150 đời 2018-19 gì đó. Đấy. Mà P6 nha anh em nhá. Mà bản đen sần. Bản đen sần là bản rất là đắt, rất là hot hit và rất là đắt nha mọi người nhá. Những dòng xe này thì thực ra những dòng xe này nó dành cho kiểu người chảnh mà cao to đẹp dai là đi những dòng này là ok này anh em ạ. Thực chất là nếu mà anh em mà đã có ý định đi cái dòng P6 này, thường là những anh em rất là cao to và thích đi những cái dòng P6 này, nó đầm xe anh em ạ. Đấy. Con này 150 nha anh em nhá. Con này bên mình đang bán ra với giá là 57.500. 57.500 P6 150. Đấy, con này là đăng ký rất là cao tiền nha anh em nhé. Đăng ký là con này là hơn 80 triệu đấy. Đấy, anh em nào lưu tâm cho mình con này thì thích cái dòng basic thì lưu tâm cho em con này nhé mọi người nhé. 57.500 anh em nào kết thì. Còn chất lượng, bên em cam kết với anh em là chất lượng, bên mình thì không phải lo về chất lượng đó. Bản thân những cái xe này nó rất là mới, nên là bên em cam kết về chất lượng cho anh em, bảo hành cho anh em đầy đủ nhé. Đây, một chiếc Way Alpha đời 2022 chạy 3.000 cây. Hôm nay nó không có gì để chê. Con xe này nó thật anh không có gì để chê. Ông quay cháu vòng, không có gì để chê, mới quá xuất sắc, chạy có 3.000 cây. Đấy, có 3.000 cây đây anh em ạ, không phải chê luôn ạ. Riêng về chất lượng con này thì anh em nhìn độ mới này. Ui, nó như cửa hàng rất ra anh em ạ. Đấy, quay cháu một vòng bên này. 20 triệu. Đấy, anh em là dành cho anh em nào lười đăng ký. Dành cho anh em nào lười đăng ký hoặc anh em ở tỉnh nhá, không hoặc là không sau đó tính đếm. Thì lưu tâm cho em con ngại đi đăng ký thì là anh em lưu tâm cho em con này. Con này đăng ký xong là 23.500 nhá anh em nhá. Đấy. Nếu mà anh em bình thường đăng ký xong con này là 23.500 hoặc 24 triệu, nhưng bên em hiện tại là mua và bán chỉ cộng xíu thôi. Cộng cho anh em con này để cho anh em 20 triệu, 3.000 cây, xe xuất sắc, không chê. Đấy. Cam kết với anh em những chiếc xe này nói thật với anh em là không có gì phải chê luôn ạ. Bên em mua về bán chất lượng uy tín là bên xe máy Hoàng Kiên thì mọi người biết rồi đúng không? Đây, em quay cháu cái vòng mặt trên. Quá mới như cửa hàng dắt ra này anh em nhìn này. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy. 20 triệu với chiếc Way 2022 chạy 3.000 cây nha anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì inbox trực tiếp cho em con này. Đấy, đây là một chiếc Vision. Đây em Đức em cứ bày cỗ ra cho chị Dung để chị Dung quay cho anh em ngắm. Một chiếc Vision nha anh em nhá. Một chiếc Vision màu trắng. Đời 2018. Ông quay cháu một vòng. Máy ngon lắm. Anh em đi cái dòng form nhỏ. Cái này là Vision form nhỏ đời cũ nhá anh em nhá, đời 2018. 2018, 2017, 18, 19. À 2017, 18, 19, 20. Nó là cái form này. Đấy, anh em quan tâm xe này thì múc trực tiếp cho bên mình nhá. Biển số này là 29B187097. À, bán giá này anh em xin anh em nút chia sẻ nhá mọi người nhá. Xin nút chia sẻ để anh em có cái động lực để làm tiếp. Con này chạy 8.000 cây 2018. Đấy. 27 triệu nha anh em nhá. Con xe này bên mình đang bán ra giá 27 triệu. Anh em nào quan tâm thì inbox trực tiếp cho bên mình nha. Vision đời 2018 màu trắng. Đấy, quay trắng một vòng, xe xuất sắc luôn. Xe không có lỗi luôn anh em nhá. Con nào có lỗi là mình báo luôn là lỗi. Anh em nhìn độ pha kính này. Sơn thun vẫn còn nguyên zin luôn. Cam kết về chất lượng với anh em, sơn zin máy zin nhá mọi người nhá. 27 triệu anh em nào quan tâm inbox trực tiếp cho bên mình. Ok, lại tiếp chiếc tiếp theo là một chiếc Future. Cái dòng Future này đúng là thật sự ra là rất là anh em miền Nam rất là thích. Đấy, anh em miền Bắc cũng rất là thích, nhưng mà để nói với độ cân đối là anh em miền Nam rất thích hơn. Đấy, anh em miền Bắc, anh em miền Nam miền Trung. Anh em nào quan tâm chiếc xe này thì cứ inbox trực tiếp cho bên Dung.
Đấy, ông quay cho cháu một vòng, xe này có thể rút hồ sơ thoải mái nha anh em nhé. Đấy, đồ đàn Future Neo. Future Neo. Đấy, ông quay một vòng cho cháu. Thực ra những chiếc xe này, cái dòng này bây giờ rất là hiếm. Có một đợt là anh em miền Nam thu mua rất là nhiều. Đấy, ngon lắm. Đấy, quay cháu vòng đồ đàn này. Đồ đàn đều, ra máy đẹp lắm anh em ạ. Thường thường là anh em miền Nam rất là thích, rất là chuộng cái dòng Phiêu này. Đấy, hôm qua Dung La cũng like một chiếc Phiêu đời này, anh em cũng chốt luôn. Những chiếc video này đã gửi đến tất cả những anh em khắp mọi miền Tổ quốc. Anh em cứ quan tâm chiếc xe này, bên mình đang bán ra giá là 20.500.000 nha anh em nhé. Future 20.500.000, đấy 125, đời của 2008-09-10. Đấy, anh em nào quan tâm xe này thì inbox trực tiếp cho bên em nhé mọi người nhé. Cái dòng này nó con này biển 88 Vĩnh Phúc nha mọi người nhá, 88D138401. Đấy, anh em quan tâm xe này thì inbox trực tiếp còn không? Ok, là một chiếc LX. Một chiếc LX đời 2013 anh em ạ. Ông quay cháu một vòng. LX3V nhá mọi người nhá, màu đỏ. Con này để mình nổ xem nào. Con này hôm qua cũng không biết là hôm qua mua nhưng mà chưa biết là đời 2013, LX3VE màu đỏ, biển số 29S124554. Con này phải bảo dưỡng một chút côn nha anh em nhá. Thực ra cái dòng xe cũ này không tránh khỏi đâu, nhưng mà con này chỉ cần bảo dưỡng chút côn là ok. Được cái sơn su cũng phải làm. Sơn su ok. Cái dòng LX này những con mua bên mình mua giờ toàn phải chất lọc anh em ạ. Toàn phải chất lọc mới dám mua thôi. Cái dòng này thường thường là nếu mà anh em mua không chất lọc thì là không ổn. Đấy, anh em nhìn vào chất lượng bên mình yên tâm nhá. Con này phải về đánh cái pha kính này. Đấy, về đánh cái pha kính này và về bảo dưỡng một chút côn nhá mọi người nhá. Chúng xem cái đầu bò nữa. Bảo dưỡng một chút côn và đánh pha bóng cái pha kính lên sẽ là ok. Đây, mở cái. Được, đầu bò đều đẹp anh em ạ. Còn cau trầu ở trong này. Qua vừa mua nha anh em nhá. Con này bán ra với giá là 14.500.000 nha anh em nhá. 14.500.000, Dung chưa bao dọn cho anh em đâu ạ. Con này phải bảo dưỡng tí côn này, đánh cái pha kính chắc mất tầm khoảng 300.000. Đấy, tầm khoảng 300. Máy được cái máy ngon lắm. Đời 3VE đời 2013 rồi, lúc trước cái loại này bây giờ lúc trước là hai mấy triệu đấy. Bây giờ là giá hợp tình hợp lý cho anh em rồi. Đấy, cái này là mua cho vợ cho con cho em gái. Sinh viên đều đi được nha anh em nhá. Đấy, rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại là bên 64 có rất nhiều những dòng xe Sirius và những cái dòng xe Way, Future và những cái dòng bên kia thì 62 thì có những dòng Ablet và trên tầng thì rất là nhiều những dòng xe. Anh em nào quan tâm những cái dòng xe nào hãy inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Bên mình sẽ hỗ trợ hoặc anh em vào website xemayhongkien.com. Ok, xin gửi lời chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá.